Hôm nay tôi xin phép được trình bày cái chuyên đề về điều trị bệnh viêm ruột mạn bằng các thuốc kinh điển. Thì trong hai bài báo cáo trước, thư ký đồng nghiệp đã nghe về các cái hướng dẫn cập nhật điều trị bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Thì ở trong phần trình bày của mình, tôi sẽ nói về các cái ứng dụng của các cái tác dụng dược lý của thuốc trong điều trị bệnh IBD, các cái nghiên cứu và hiệu quả của thuốc cũng như là các cái lưu ý khi dùng thuốc. Nhắc lại về cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm ruột mạn, thì đây là một cái cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp, bao gồm có nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia tương tác qua lại giữa các yếu tố về kháng nguyên trong lòng ruột, về cái yếu tố môi trường và đáp ứng miễn dịch của cơ thể trên một cái cơ địa nhạy cảm về gen. Thì trong bệnh sinh viêm ruột mạn thì có cái sự mất cân bằng giữa các cái đường cái hoạt động điều hòa miễn dịch và cái hoạt động kháng viêm. Bằng chứng là sự tăng nồng độ của các cái protein tiền viêm, các cytokine tiền viêm và giảm các cái cytokine kháng viêm, và điều đó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm của ruột. Trong khi các cái nhóm thuốc như là nhóm thuốc kháng sinh hay các nhóm thuốc về sinh học thì có cái vị trí tác dụng đặc hiệu trên các cái cơ chế bệnh sinh của viêm ruột mạn, như là các cái anti-interleukin 12 23 hoặc là các anti interleukin hoặc là các anti TNF alpha, thì các cái thuốc ức chế miễn dịch chung như là glucocorticoid, các cái thiopurin, methotrexate hoặc là cyclosporine thì ảnh hưởng trên nhiều vị trí của quá trình viêm. Về mục tiêu điều trị của bệnh IBD đó là nhằm đạt được cái sự lâu bệnh, duy trì lâu bệnh, phòng ngừa biến chứng, cải thiện dinh dưỡng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì các thuốc dùng trong điều trị IBD, cái đây là cái tháp về điều trị bệnh IBD, bao gồm có hai cái phương thức tiếp cận, đó là điều trị nâng bậc và điều trị hạ bậc. Điều trị nâng bậc thường sử dụng đối với những bệnh nhân có mức độ bệnh nhẹ đến trung bình, và điều trị hạ bậc dành cho những bệnh nhân có mức độ bệnh nặng hoặc là có cái nguy cơ cao diễn tiến nặng. Đối với chúng ta thì thường hay áp dụng cái phương pháp điều trị là nâng bậc với khởi đầu là các cái thuốc có cái hoạt tính yếu hơn, tuy nhiên ít tác dụng phụ hơn, như là 5-ASA hay là sulfasalazine, và tăng dần bậc lên các cái thuốc có cái hiệu quả cao hơn, tuy nhiên tác dụng phụ nhiều hơn. Thì các cái thuốc kinh điển sử dụng trong điều trị IBD đó là các cái amino salicylate, glucocorticoid và các thuốc điều hòa miễn dịch. Đầu tiên thì tôi xin trình bày về cái dẫn xuất của amino salicylate hay gọi tắt là 5-ASA. Về cơ chế tác dụng thì đây là một cái salicylate. Tuy nhiên cơ chế tác dụng của nó thì lại không có liên quan đến cái ức chế men cyclooxygenase. Cơ chế tác dụng của thuốc và không giống như là các cái NSAID khác thì có khả năng là thúc đẩy cái tình trạng nặng làm hơn cái tình trạng IBD. Thì cái thuốc này thì có tác dụng điều trị với các cái cơ chế khác nhau, bao gồm như là ức chế con đường lipoxygenase, ức chế sản xuất các cái interleukin tiền viêm như là interleukin 1 hoặc là TNF alpha, và dọn dẹp các cái gốc tự do hay các gốc oxy hóa. Cái thế hệ đầu tiên đó là cái sulfasalazine. Sulfasalazine đó là một hợp chất bao gồm sulfapyridine và 5-ASA được liên kết với nhau bằng một cái liên kết azo. Cái liên kết này sẽ được cắt ở tại cái đại tràng bởi các vi khuẩn đại tràng tiết ra men azo reductase. Thì cái thành phần sulfapyridine nó là một cái kháng sinh thuộc nhóm sulfamid. Cái chất này thì không có vai trò điều trị và có tác dụng là đóng vai trò là một cái chất ngang, nó vận chuyển cái 5-ASA đến đại tràng. Sau khi vận chuyển 5-ASA đến đại tràng được cắt bởi các vi khuẩn đại tràng thì sulfapyridine sẽ được hấp thu nhanh ở trong đại tràng, được acetin hóa ở gan và sau đó được bài tiết ra nước tiểu. Đây là thuốc, đây là cái thành phần không có tác dụng điều trị và chủ yếu là gây ra tác dụng phụ của cái sulfasalazine. Cái thành phần có tác dụng điều trị đó là 5-ASA. Thì thành phần này sẽ được hấp thu kém ở trong đại tràng và khoảng 75% vẫn còn trong lòng đại tràng, và do đó cái nồng độ thuốc ở trong đại tràng thì rất là cao và nó gây ra, nó có thể có tác dụng kháng viêm. Để cho phép dùng cái liều 5-ASA cao hơn và hạn chế các tác dụng phụ của cái sulfapyridine thì các cái hợp chất 5-ASA thế hệ 2 ra đời. Chúng được chia thành hai nhóm, đó là nhóm tiền dược và nhóm có vỏ bao. Nhóm có vỏ bao thì bao gồm cái vỏ bao phóng thích lệ thuộc pH và vỏ bao phóng thích lệ thuộc thời gian. Nhóm tiền dược thì cũng chứa cái liên kết azo. Tuy nhiên cái sulfapyridine thì được thay thế bằng một cái phân tử
một cái phân tử 5-ASA khác trong cái hợp chất là oxalazin, hay là được thay thế bằng một cái phân tử là 4-A3 bất hoạt ở trong cái hợp chất là banzalazid. Đây là cái vị trí phóng thích của các chế phẩm như là của các chế phẩm 5-ASA. Cái dạng phóng thích đầu tiên là phóng thích lệ thuộc vào pH. Phóng thích lệ thuộc pH thì nhiều nhất sẽ được phóng thích ở pH lớn hơn bằng 6, được phóng thích tại vị trí đoạn xa của hồi tràng và đoạn cuối của đại tràng, đoạn xa hồi tràng và đoạn đầu của đại tràng. Cái dạng phóng thích thứ hai là phóng thích lệ thuộc vào thời gian, thì thuốc sẽ được phóng thích ở đường tiêu hóa trên, ở từ vùng tá tràng và phóng thích ở dưới dạng những viên vi nang, sau đó sẽ phóng thích chậm suốt cái đường tiêu hóa. Cái dạng phóng thích thứ ba đó là phóng thích cái dạng chế phẩm có cái liên kết azo sẽ được cắt bởi cái vi khuẩn đại tràng và được phóng thích ở đoạn đầu của đại tràng. Thì trên thị trường Việt Nam thì chúng ta có các cái chế phẩm như là cái dạng phóng thích lệ thuộc pH như là mesacol hoặc là tidocol. Với cái chế phẩm phóng thích lệ thuộc thời gian, chúng ta có pentasa 500mg và gần đây là pentasa sachet gói 2g. Ở cái dạng phóng thích thứ ba thì chúng ta chưa có. Tùy theo cái vị trí bị ảnh hưởng của đoạn ruột bị viêm thì chúng ta sẽ chọn các cái đường dùng thích hợp. Đối với cái đường dùng là cái dạng đối với cái trường hợp viêm trực tràng thì chúng ta có thể chọn thuốc dạng đặc có cái tích thuốc có tác dụng đến từ trực tràng đến 15cm cách bờ hậu môn. Đối với dạng bọt thì có tác dụng đối với viêm trực tràng và đại tràng sigma. Đối với dạng thuộc thì có thể đến tác dụng đến cái vùng đại tràng góc lách, và đối với dạng uống thì có thể tác dụng toàn bộ cái niêm mạc đại tràng. Đây là các cái chế phẩm 5SA thì nó có cái tác dụng nhóm và nghiên cứu cho thấy là hiệu quả của các cái chế phẩm khác nhau thì có hiệu quả tương đương. Do đó thì ở đây chúng tôi xin đề cập một cái nghiên cứu về hiệu quả của mesalamin dạng phóng thích dạng uống phóng thích chậm. Thì đối với viêm trực tràng mức độ nhẹ đến trung bình thì cái hiệu quả của mesalamin liều 2,4g thì tương đương với liều cao là 4,8g một ngày và hiệu quả là 50-55% đạt tỷ lệ lưu bệnh. Đối với viêm loét đại tràng mức độ trung bình thì cái hiệu quả của liều cao 4,8g một ngày thì là 72% cao hơn so với liều thấp là 2,4g một ngày. Các phân tích gộp cho thấy là cái mesalamin dùng một lần một ngày thì hiệu quả tương đương với dùng nhiều lần một ngày. Mesalamin dùng đối trong điều trị duy trì bệnh nhân UC thì liều là lớn hơn bằng 2g một ngày thì có hiệu quả cao hơn so với dùng liều dưới 2g một ngày. Trong điều trị bệnh Crohn, đối với điều trị dẫn bệnh thì mesalamin liều là 1-2g một ngày thì không hiệu quả cao hơn giả dược. Đối với mesalamin liều cao 4-4,5g một ngày thì khi so với budesonide trong điều trị bệnh Crohn thì cho thấy là hiệu quả của mesalamin không cao hơn so với budesonide. Tóm lại thì các chế phẩm 5SA tại chỗ thì như đã đề cập, mesalamin dạng tọa dược thì hiệu quả trong viêm trực tràng, dạng thuộc thì hiệu quả trong viêm đại tràng đoạn xa. Đối với mesalamin dạng thuộc thì chúng ta nên dùng buổi tối trước khi đi ngủ và nên giữ lại được thuốc ít nhất là 8 giờ. Đối với dạng đặc thì mục tiêu là giữ thuốc ít nhất là 3 giờ. Và cái đáp ứng điều trị của mesalamin tại chỗ thì có thể xảy ra là sau 7-14 ngày, với liệu trình điều trị thông thường là khoảng 8-16 tuần. Và ưu điểm thì nghiên cứu cho thấy là nó hiệu quả hơn so với hydrocortisone dùng tại chỗ. Về các tác dụng phụ của sulfasalazin thì sulfasalazin có tác dụng phụ chủ yếu là do thành phần sulfamide và sulfapyridine, với tác dụng phụ xảy ra khoảng 10-45% bệnh nhân UC và chủ yếu là do sulfapyridine. Phân loại tác dụng phụ thì bao gồm 3 loại liên quan đến liều, như là các tác dụng phụ như là đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi thì tác dụng phụ này sẽ giảm khi dùng kèm với thức ăn hay là giảm liều. Phản ứng dị ứng như là sốt, nổi mẩn, hội chứng Stevens-Johnson, thiếu máu tán huyết hoặc suy tủy xương. Các tác dụng phụ khác như là giảm số lượng, có hồi phục số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, tuy nhiên không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ. Ức chế hấp thu folate ruột non, cho nên cần phải bổ sung folate ở những bệnh nhân mà dùng dài ngày. Tác dụng phụ của mesalamin thì mesalamin nó có 2 tác dụng phụ đặc hiệu, đó là khoảng nhỏ hơn 5% bệnh nhân sẽ có tăng triệu chứng nghịch thường khi khởi đầu điều trị, như là bệnh nhân đau bụng tăng lên, tiêu chảy, sốt huyết trực tràng hoặc là sốt. Tác dụng này thì gặp ở mọi chế phẩm của 5-ASA, do đó khi mà gặp tác dụng phụ này thì không có nên đổi sang cái chế phẩm khác.
của năm ASA. Tác dụng phụ độc thận thì nó có thể gây viêm thận mô kẽ ở khoảng 0,3% bệnh nhân. Các ngoài ra các tác dụng phụ khác thì hiếm gặp. Về theo dõi thì đối với simvastatin thì nên theo dõi mỗi 3 tháng các cái xét nghiệm như là công thức máu, xét nghiệm định lượng folate, chức năng thận, chức năng gan. Mesalazin thì nên theo dõi mỗi 6 đến 9 tháng chức năng thận. Chống chỉ định đối khi mà quá mẫn với salicylate hay các thành phần của thuốc và có bệnh nhân có suy thận. Tóm lại, một số lưu ý khi dùng aminosalicylate đó là 5-ASA thì hiệu quả trong điều trị cả dẫn định và duy trì đối với bệnh nhân UC mức độ nhẹ đến trung bình, không dùng trong điều trị bệnh Crohn. Dùng một lần một ngày thì hiệu quả tương đương với dùng nhiều lần một ngày. Hiệu quả của simvastatin thì tương đương với mesalamin và các cái 5-ASA khác. Liều duy trì là lớn hơn bằng 2 gram một ngày, tối thiểu là 2 gram. Trong UC mức độ trung bình thì liều cao hiệu quả hơn so với liều thấp. Chọn lựa thuốc thì tùy theo cái vị trí tổn thương của cái đoạn ruột viêm, có thể giảm liều sau khi đặt lưu bệnh sâu. Cái nhóm thuốc thứ hai tôi xin được trình bày về trong các cái nhóm thuốc kinh điển đó là thuốc glucocorticoid. Glucocorticoid thì được chỉ định đối với điều trị dẫn định viêm lết đại tràng và bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng. Tuy nhiên nó không hiệu quả trong điều trị duy trì. Khi mà đạt được lưu bệnh thì nên giảm liều từ từ và tùy theo đáp ứng đối với steroid thì được chia làm 3 nhóm là nhóm đáp ứng với steroid, lệ thuộc steroid và nhóm kháng steroid. Về cơ chế hoạt động, trong IBD thì cơ chế hoạt động của glucocorticoid khi được uống vào cơ thể thì nó sẽ có tác dụng là biệt hóa các cái tế bào đại thực bào M1 thành đại thực bào M2 và tác dụng biệt hóa các cái tế bào lympho T thành tế bào lympho T điều hòa, từ đó thành các tế bào sao điều hòa, thì các cái tế bào này sẽ có tác dụng là sản xuất ra các cái cytokine kháng viêm. Ngoài ra thì nó cũng ức chế các cái tế bào đại thực bào và các tế bào lympho T sản xuất ra các cái cytokine tiền viêm, từ đó có tác dụng kháng viêm. Ngoài ra thì glucocorticoid còn có tác dụng là ức chế cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Các cái thế hệ của glucocorticoid bao gồm thế hệ 1 như là prednisone, methylprednisolone, hydrocortisone, thế hệ 2 như là budesonide, dạng phóng thích tại ruột budesonide MMX tức là dạng multi matrix system, dạng thứ ba là cái beclometasone, dipropionate, dạng dexamethasone phóng thích qua trung gian hồng cầu thì đang được nghiên cứu. Hiệu quả của corticoid trong điều trị bệnh nhân IBD có khoảng 85% bệnh nhân sẽ đáp ứng với điều trị corticoid sau 1 tháng. Tuy nhiên, có 15% bệnh nhân cả UC và CD đều có thể là không đáp ứng. Sau 1 năm sử dụng, sau 1 năm thì bệnh nhân chỉ còn khoảng 50% bệnh nhân UC và 30% bệnh nhân CD là đáp ứng kéo dài đối với corticoid. Có khoảng 1/2 đến 2/3 trường hợp thất bại với điều trị corticoid hoặc là lệ thuộc corticoid. Về vị trí tác dụng thì cũng tương tự là tùy theo tương tự 5SA, tùy theo cái vị trí bệnh lệ vị trí ảnh hưởng của đoạn ruột bị viêm thì chúng ta có thể chọn các cái chế phẩm phù hợp. Đối với các chế phẩm tại chỗ thì chúng ta có thể sử dụng dành cho các bệnh nhân bị viêm trực tràng, hoặc là đối với cái chế phẩm budesonide mà dạng uống phóng thích tại ruột lệ thuộc pH thì chúng ta có thể nó sẽ phóng thích tại đoạn cuối ruột tràng, cái đoạn cái đường màu vàng và toàn bộ cái niêm mạc đại tràng. Đối với dạng budesonide MMX, cái dạng phóng thích chậm dọc khung đại tràng, cái đường màu xanh nó sẽ phóng thích dọc khung đại tràng. Đối với corticoid đường toàn thân như là beclometasone hoặc là prednisolone uống hoặc là tim mạch thì xác định nó sẽ có tác dụng trên toàn bộ niêm mạc đường tiêu hóa. Đây là các cái chế phẩm budesonide và đường dùng, có thể là đường dùng đường tĩnh mạch, đường uống, đường thụt hoặc là đường đặc. Các cái phân tích gộp cho thấy hiệu quả của budesonide so với corticoid đường toàn thân thì cho thấy là budesonide có cái tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn so với corticoid toàn thân. Tuy nhiên, budesonide thì lại có hiệu quả thấp hơn so với corticoid toàn thân. Budesonide thì thực nó là một cái steroid tổng hợp có hấp thu nhanh ở niêm mạc đường tiêu hóa. Sau khi hấp thu thì nó khoảng 90% 90% thuốc sẽ được chuyển hóa lần đầu qua gan, còn khoảng 10% thuốc còn vẫn trong máu và cái tỷ lệ tác dụng phụ nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Budesonide nó là một cái dạng vận chuyển một cái số lượng steroid điều trị đến vị trí viêm ruột đặc hiệu. Với dạng phóng thích tại hồi tràng phụ thuộc pH
thì thuốc sẽ được phóng thích ở đoạn cuối hồi tràng và đại tràng dành trị bệnh cho những bệnh nhân CD ở vùng hồi van tràng. Đối với dạng phóng thích dạng MMX sẽ được phóng thích toàn bộ niêm mạc đại tràng và sẽ được dành cho UC dạng nhẹ đến trung bình. Một lưu ý khi dùng glucocorticoid đó là các tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ này có thể xảy ra ở bất cứ cơ quan bộ phận nào và đa số các tác dụng phụ này thì sẽ liên quan đến liều. Và tác dụng phụ này, một số tác dụng phụ thì có thể hồi phục được, một số tác dụng phụ thì có thể phòng ngừa bằng cách là mình bổ sung các cái chất cần thiết. Các tác dụng phụ có thể kể đến thường gặp như là ở mắt thì có thể biến chứng glaucoma. Tác dụng phụ trên tâm thần kinh có thể gây rối loạn giấc ngủ, gây loạn thần cấp khi sử dụng liều cao. Tác dụng phụ như là ở trên mô mềm và trên da thì có thể gây ra kiểu hình cốt sinh, gây ra mụn, gây ra rậm lông hoặc là phù. Trên hệ cơ xương thì có thể gây ra loãng xương, bệnh cơ hoặc là gây ra hoại tử xương vô mạch. Trên hệ miễn dịch thì có thể gây ra nhiễm trùng cơ hội. Trên đường tim mạch, trên tim mạch thì có thể gây tăng huyết áp. Trên hệ nội tiết có thể gây ra đái tháo đường, suy vỏ thượng thận. Để theo dõi các tác dụng phụ này, chúng ta nên theo dõi huyết áp, đường huyết, kali máu cho bệnh nhân, khám mắt mỗi năm nếu bệnh nhân có dùng corticoid kéo dài, bù canxi và vitamin B. Các chống chỉ định của corticoid thì corticoid có các chống chỉ định tương đối như là bệnh Crohn xuyên thành, đái tháo đường hoặc tăng huyết áp kiểm soát kém, loãng xương, loét dạ dày hoặc là bệnh nhân đang có nhiễm trùng nặng. Tóm lại, một số lưu ý khi dùng corticoid. Thứ nhất là corticoid toàn thân thì hiệu quả trong điều trị dẫn bệnh đối với bệnh nhân UC mức độ trung bình đến nặng, đợt cấp của viêm loét đại tràng nặng hoặc là bệnh nhân CD mức độ trung bình đến nặng. Corticoid tại chỗ như budesonide thì hiệu quả trong dẫn bệnh ở cả CD và UC ở mức độ nhẹ đến trung bình. Hiệu quả thấp hơn corticoid toàn thân nhưng mà ít tác dụng phụ toàn thân hơn và không khuyến cáo dùng corticoid trong điều trị duy trì do có nhiều tác dụng phụ. Không nên ngưng thuốc đột ngột và khoảng 2/3 bệnh nhân sẽ trở nên lệ thuộc hoặc là kháng steroid. Cái nhóm thuốc thứ ba nhóm thuốc kinh điển thứ ba dùng trong điều trị IBD đó là nhóm thuốc điều hòa miễn dịch. Nhóm thuốc điều hòa miễn dịch này thì bao gồm các cái dẫn xuất của thiopurin như là mecaptopurin, azathioprin, methotrexate, cyclosporin, tarolimus. Thế nhờ đầu tiên là các cái dẫn xuất của thiopurin. Dẫn xuất thiopurin thì nó là những cái đồng phân, nó là những cái chất tương tự purin và cả hai nó đều là dạng tiền dược. Cơ chế hoạt động của nó là giảm tổng hợp purin và ức chế tăng sinh tế bào. Thuốc được dùng ở dưới dạng đường uống, trị bệnh, điều trị duy trì, lưu bệnh ở cả bệnh nhân viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, ngăn ngừa hoặc làm chậm tái phát bệnh Crohn sau phẫu thuật và điều trị rò ở bệnh Crohn. Về chuyển hóa của nhóm thiopurin, azathioprin sẽ được chuyển hóa thành 6 mecaptopurin. 6 mecaptopurin sẽ được chuyển hóa theo 3 con đường. Con đường thứ nhất là theo men TPMT, tức là men thiopurin methyl transferase. Được chuyển hóa thành 6 methyl mecaptopurin, viết tắt là 6 MMP. Đây là một cái chất bất hoạt, tuy nhiên nó gây đặc gan. Cái con đường chuyển hóa thứ hai là theo men xanthin oxidase, sẽ được chuyển hóa thành 6 thiotric acid. Đây là một cái chất bất hoạt. Con đường chuyển hóa thứ ba theo men HGPRT, con đường chuyển hóa này sẽ chuyển hóa thành các chất chuyển hóa và cuối cùng là thành 6 thioguanine nucleotide, viết tắt là 6 TGN. Đây là một cái chất có hoạt tính kháng viêm, hoạt tính điều trị, tuy nhiên nó gây ra tác dụng phụ là ức chế tủy. Sự khác biệt về hoạt tính men TPMT có thể quyết định tác dụng của thuốc. Đối với khoảng 88% dân số Mỹ là có hoạt tính men bình thường, nên sẽ có chuyển hóa bình thường. Có khoảng 11% dân số là có một cái allele đột biến, cho nên có hoạt tính men trung gian, tức là giảm hoạt tính men, cho nên sẽ làm chuyển hóa thuốc theo các cái con đường khác, như là tăng nồng độ của 6 TGN, do giảm hoạt tính men này sẽ tăng nồng độ của 6 cái TGN, do đó sẽ có thể làm tăng hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, nó có thể gây ra tác dụng phụ nhiều hơn như là tác dụng phụ ức chế tủy. Cho nên cần phải giảm liều thuốc khi sử dụng. Khoảng 0,3% dân số là sẽ không có hoạt tính men, tức là nó đột biến ở cả hai allele. Cho nên nó không có hoạt tính men TPMT. Do đó, thuốc được chuyển hóa chủ yếu tạo ra tăng nồng độ của 6 TGN rất là cao, dẫn đến là gây ra tác dụng phụ là ức chế tủy xương. Do đó, chống chỉ định sử dụng đối với bệnh nhân không có hoạt tính men TPMT.
Về tương tác thuốc á, thì allopurinol thì ức chế men xanthin oxidase, do đó sẽ dẫn tới chuyển hóa thuốc theo cái hướng sản xuất 6-thioguanine nucleotide, do đó nó làm tăng hiệu quả điều trị nhưng mà lại tăng tác dụng độc. Ở bệnh nhân dùng thioburin thì nên được cảnh báo và tương tác thuốc đối với các cái thuốc điều trị gút hoặc là thuốc điều trị tăng acid uric, do đó bệnh nhân phải được giảm khoảng 25% liều so với liều thông thường. Các cái phân tích gộp cho thấy hiệu quả của azathioprine và 6-mặt captopurine trong điều trị duy trì viêm đại tràng thì cao hơn so với placebo. Azathioprine trong điều trị duy trì bệnh Crohn thì cũng có hiệu quả cao hơn so với placebo. Tuy nhiên mức độ bằng chứng này thì yếu thôi. Về một vấn đề khi gặp phải khi mà điều trị bệnh nhân với thioprine, đó là vấn đề mất đáp ứng với thioprine. Ở bệnh nhân mà mất đáp ứng thioprine thì chúng ta cần phải lượng nồng độ 6TGN. Nếu nồng độ này mà bình thường thì bệnh nhân có thể là kháng trị. Nếu nồng độ này thấp thì cần phải định lượng nồng độ của 6MMP. Nếu nồng độ 6MMP thấp thì bệnh nhân có thể là chưa đủ liều hoặc là không tuân trị. Nếu mà nồng độ này cao thì bệnh nhân có ở thể ở một cái dạng là sân chuyển hóa, tức là chuyển hóa theo cái hướng tăng tạo thành 6MMP. Cơ chế của cái sân này chưa rõ. Tuy nhiên người ta thấy rằng khi mình thêm allopurinol thì có thể đảo sân, tức là sẽ làm cho giảm cái nồng độ của 6MP và tăng nồng độ của 6TGN. Các tác dụng phụ gặp phải khi điều trị với thioburin, đó là thứ nhất là phản ứng đặc dị. Đặc dị có thể xảy ra ở bất kỳ bệnh nhân nào, và khoảng phản ứng đặc dị nghiêm trọng nhất đó là phản ứng viêm tụy, xảy ra khoảng 5% bệnh nhân. Ngoài ra các phản ứng đặc dị khác như là sốt, nổi mẩn, đau khớp, buồn nôn, nôn. Tác dụng phụ lệ thuộc liều như là ức chế tủy xương có thể giảm cả ba dòng tế bào máu, tuy nhiên thường gặp nhất là giảm bạch cầu hạt. Tác dụng phụ nữa là tăng men gan. Các tác dụng phụ khác có thể liên quan như là nhiễm trùng cơ hội hay là bệnh ác tính như là lymphoma non Hodgkin hay là ung thư da không có melanoma. Lưu ý, tóm lại lưu ý khi dùng thioburin đó là cần trung bình 3 tháng để phát huy tác dụng. Thuốc không có vai trò trong điều trị dẫn bệnh do có cái thời gian phát huy tác dụng nó dài. Hiệu quả trong điều trị duy trì cả viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Hầu hết các trường hợp giảm bạch cầu hạt xảy ra bệnh nhân có hoạt tính men TPMT bình thường và có thể xảy ra đến 17 tháng sau khi dùng thuốc. Do đó nên khởi đầu liều thấp 1mg ký ngày và sau đó mình sẽ tăng dần liều đến liều đích trong vài tuần. Và nên xét nghiệm công thức máu và men gan mỗi 2 tuần khi khởi động điều trị. Khi dùng liều ổn định thì có thể giãn cái thời gian tác dụng ra mỗi 3 đến 4 tháng. Cái nhóm thuốc điều hòa miễn dịch tiếp theo đó là cái methotrexate. Methotrexate nó là một cái chất chống chuyển hóa, nó là một cái chất kháng với acid folic và có thể làm giảm tổng hợp DNA do ức chế cạnh tranh cái dihydrofolate reductase, ức chế hoạt hóa lympho T, do đó giảm sản xuất các cái cytokine tiền viêm, trong đó các interleukin 1. Chỉ định điều trị trong dẫn bệnh và duy trì bệnh lưu bệnh với UC thất bại với thioburin. Nó lựa chọn sau thioburin. Và chưa có nhiều nghiên cứu trong hiệu quả trong viêm loét đại tràng. Đường dùng thì thuốc này được dùng đường dùng dạng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da do có cái sinh khả dụng cao đến 90% và được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng. Đối với đường uống thì cái sinh khả dụng nó thấp cho nên không có sử dụng đường uống. Và liều dùng thì là dẫn bệnh là 25mg một tuần và lưu bệnh là 15mg mỗi tuần, một tuần. Tác dụng phụ của methotrexate đó là tác dụng phụ gây buồn nôn, nôn tiêu chảy. Tác dụng phụ này sẽ giảm khi mình bổ sung acid folic 1mg ngày. Tác dụng phụ độc gan, giảm bạch cầu và sơ phổi. Cái nhóm thuốc tiếp theo đó là cái thuốc ức chế calcineurin, đó là cyclosporin, được chỉ định đặc biệt trong đợt cấp viêm loét đại tràng mức độ nặng không đáp ứng với steroid. Bệnh Crohn thì nó có giá trị trong điều trị bệnh Crohn do ít có nghiên cứu trong điều trị bệnh Crohn. Và do thuốc này có hiệu quả điều trị hẹp, có cửa sổ điều trị hẹp, do đó thì cần phải theo dõi sát cái nồng độ thuốc trong quá trình điều trị. Và khi dùng thuốc thì nên phòng ngừa viêm phổi do pneumocystis jirovecii với cotrimoxazole. Về cơ chế hoạt động, đây là một cái ức chế calcineurin, cho nên thuốc khi vào trong huyết tương, vào trong bào tương, thuốc sẽ gắn với các cái phân tử cyclophilin hoặc là các phân tử FK binding protein. Cái hợp chất này sẽ ức chế men calcineurin, do đó ức chế sự hoạt hóa của tế bào lympho T và ức chế sản xuất cái men cái cytokine interleukin 2, do đó có hiệu quả kháng viêm. Về tác dụng phụ của cyclosporin, cyclosporin có thể gây ra tăng huyết áp,
phì đại nướu răng, dị cảm, đau đầu, tác dụng phụ độc thận, co giật. Đặc biệt đối với tác dụng phụ co giật đó thì nồng độ cholesterol máu và dưới 120 mg và magie máu giảm thì có thể tăng nguy cơ co giật, cho nó cần phải xét nghiệm cholesterol và magie máu trước khi mà điều trị, tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội. Nhóm thuốc cuối cùng được sử dụng trong cái điều trị bệnh ruột mạn trong các thuốc kinh điển đó là cái tadalafil. Tadalafil đó là một kháng sinh thuộc nhóm macrolide, nó tác dụng thông qua cái cơ chế là ức chế men calcineurin. Nó vai trò chủ yếu là nghiên cứu ở trong cái bệnh Crohn có rò, có khi so sánh với cyclosporine thì nó hiệu quả mạnh hơn gấp 100 lần. Tuy nhiên thuốc này ít được sử dụng và ít được nghiên cứu do các hiện tại đã có các thuốc tốt hơn và hấp thu đường uống thì tốt. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.